Chi cục Kiểm lâm tỉnh vừa phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa nắng nóng năm 2022 trên địa bàn 4 xã: Trường Yên, huyện Hoa Lư, Gia Hòa, huyện Gia Viễn, Xích Thổ, Kỳ Phú, huyện Nho Quan và Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Gia Viễn, Ban quản lý rừng đặc dụng Hoa Lư, Vân Long. Tại các địa phương, đoàn kiểm tra sổ sách theo dõi cấp phát các dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng. Việc tổ chức trực tuần tra kiểm soát lửa rừng tại các khu vực trọng điểm, công tác chuẩn bị lực lượng, dụng cụ, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra, việc hướng dẫn chủ rừng, hộ nhận khoán thực hiện các biện pháp an toàn cháy rừng. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã cơ bản thực hiện tốt công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện về công tác thường trực, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng. Qua đó phát hiện sớm các hành vi vi phạm, các đám cháy rừng, chủ động ứng phó và thực hiện có hiệu quả phương án biện pháp phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Tuy nhiên, một số địa phương chưa xây dựng được các tình huống giả định cháy rừng, đặc biệt là tình huống giả định phức tạp, phương án hiệp đồng tác chiến với các đơn vị trong việc huy động lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy rừng chưa rõ ràng. Đoàn kiểm tra đề nghị, trong thời gian tới, các địa phương có rừng cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thông tin cảnh báo cháy rừng kịp thời cho chủ rừng, chủ hộ nhận khoán để triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp. Tuần tra kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, nhất là thời điểm nắng nóng, khô hanh, có cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp 3 trở lên.